con núp con măng lướt sông liền đôi bờ tung tăng, con chuồn con bay nơi nơi, con giăng chiều gọi bà nương khơi nắng tua chiều nay thuyền về mái đồng chiều nay. Áo dài đẹp quá, cảm ơn con với bài hát vừa rồi. Dạ cô chú. Ủa, con dạ. Nói giọng nam hả? Dạ con nói giọng nam. Con giới thiệu một tí xíu cho mọi người biết về con nè. Dạ con xin chào 6 vị huấn luyện viên cùng các quý khán giả ở trường quay. Con tên là Bùi Ngọc Ánh, con 12 tuổi, con đến từ Hóc Môn. Thật sự chú nói như thế này, khi mà con hát á, hồi nãy giờ chú rất muốn bấm cho con, nhưng mà chú đây là không phải là sở trường của chú không biết là về là chú sẽ làm cái gì cho con, nên chú rất là do dự. Bây giờ con có thể hát cho chú nghe một bài dân ca miền Nam để chú nghe được không? Con muốn lại gần ôm lấy cha, muốn tựa vào vai của cha. Wow. Con muốn nắm lấy tay cha thật chặt,
những vết chai dần đã hằn sâu. Hay quá, xúc động. Giọng quá, hay quá. Wow, giọng có nhạc cảm rất là hay mà rất là đầy luôn. Bây giờ như thế này, chú không biết là chú sẽ làm được cái gì cho con, nhưng chú sẽ cố gắng hết mình để mà mang cái tiếng hát của con đến rộng rãi với các cô chú cũng như là khán giả nhiều hơn nữa. Chú sẽ bình chọn. Chúc mừng con. Chúc mừng con. Chúng không muốn uổng phí một khi mà đến với tuyệt đỉnh song ca phiên bản nhí á, thì chúng không muốn làm mình, anh em tụi mình nha, mất đi một cái tài năng nào hết trơn á. Mình thấy hay, mình thấy có tài năng là mình cứ đem về nhà mình đi rồi mình xử sao. Trời ơi. Bé có thể hát đa dạng được dòng nhạc, nhưng mà chính vì bé đa dạng quá nên đâm ra là bé chưa chuyên về dòng nhạc nào đó để thực sự tạo được ấn tượng ngay cái khoảnh khắc này. Chính xác. Đó, cho nên là có thể về chú Trung sẽ giúp con khai phá bên trong con nhiều cái mà thậm chí bản thân con nhiều khi con nghĩ là con không hát được, nhưng mà con sẽ hát được nếu như có chú Trung dẫn dắt. Bởi vì chú Trung đã có rất là nhiều kinh nghiệm rồi. Hy vọng rằng là khi mà con về với đội của chú Trung, con sẽ có nhiều cơ hội để có thể hát được nhiều dòng nhạc khác và tốt hơn rất nhiều. Chúc mừng cho con. Con cảm ơn cô chú. Hồi nãy con hát mới vừa nãy con hát một câu thôi mà rất là tình cảm. Hát hay á thì rất là dễ hát hay, nhưng mà hát tình cảm á là cũng phải tùy cái trái tim nữa con. Rồi. Nắm tay ba con về đi. Ừ. Về với mẹ nữa. Bye bye cô chú đi. Bye bye cô Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sóng đeo già xa. Trăng lên với nhau xa, con thuyền trôi trong trời bão la. Mái chèo này chèo xa tắm bên bờ, mong nhau anh em ta rô 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 hò hò, để bàn tay xiết chặt trời mau. Sông sâu là sông sâu, sông này nuôi sông dân trải nghèo. Và đó là Quốc Hưng. Xin được mời ý kiến nhận xét của ban giám khảo á. Xin mời cô Kim Xuân. Trời ơi, cái bài hát nó khỏe khoắn mà dòm thấy nguyên một đội múa và cả con nữa. Tự nhiên thấy cái không khí nó hực lên. Cô Xuân thích cái cách con biểu diễn, nó sảng khoái, nó thoải mái mà rất là dễ thương luôn. Ủng hộ con 100% á. Wow. Cảm ơn cô ạ. Nhưng một câu thôi, mà cái này là tại huấn luyện viên của con chứ không phải tại con. Cô đứng lên cô thị phạm liền. Một cái anh dân trai rất là khỏe khoắn, phải không? Đi với một cái đoàn, nghĩa là tất cả mọi người, người ta đi lưới đêm, người ta làm tất cả mọi chuyện, mà tự nhiên cái ngón tay cái gì nè. Có không? Cái này là tại anh Thanh Duy đó cô. Cái chỗ tôi bắt lỗi là cái chỗ đó. Cô đó. Ơi, cái này là tại nhỏ. Sao vậy? Không có. Sao tại nhỏ, y chang con luôn. Thôi anh đừng có chối cãi nữa. Không qua mắt tôi cái này được. Rồi anh im đi. Nhưng mà con hoàn toàn không có ảnh hưởng số điểm. Dạ, con rất rồi. Là tuyệt vời. Nhớ nghe con, khỏe khoắn, đẹp và sảng khoái như bài hát. Vâng. Ủng hộ con. Cảm ơn cô Xuân. Cảm ơn cô. Anh Duy, ụp mặt vô trong ghế. Xin mời chú Huy ạ. Tôi đồng ý với chị Xuân ở đây là giọng khỏe nhá, đúng âm và diễn xuất ăn nhịp với tất cả. Duy ơi, Duy chỉ có một vài cái nốt thấp là không nghe rõ chữ giạt rào đấy. 3-4 lần quay đi quay lại mà tôi không được nghe cái rõ thôi. Nhưng mà nói chung thì làm rất tốt. Cảm ơn chú ạ. Cô rất thích cái tiết mục này là tại vì con hát xuất sắc, dàn dựng đẹp và nhất là ban nhạc chơi quá hay đi. Con không có yếu điểm mà thấp điểm đâu, con đừng có lo. Wow. Cảm ơn. Wow. Xin được cảm ơn ý kiến của ban giám khảo. Còn bây giờ không biết là cảm xúc của anh Duy như thế nào sau khi mà bị phanh phui cái việc là ngón tay nè, dân chài mà ngón tay nè. Con xin được chia sẻ một điều là lúc mà coi bé diễn á thì tụi con cũng nhận ra cái điều đó. Thì nói con ơi bây giờ bài này con phải không có như vậy nha. Kiểu mà bao tiếng ta hò là chữ tiếng là con phải làm, con đừng có như vậy nữa. Thì bé có thử làm thử thì lại không luyến được cô, tức là chỗ bé phải kiểu bao tiếng thì tiếng đó là động tác của cổ họng ạ. Nhưng mà có những ca sĩ mình diễn á là có những lúc đúng mình phải có những cái động tác, ví dụ hát nốt cao là mình phải đẩy lên để mình đẩy lên, thì có những lúc luyến cái bé nếu mà không làm như vậy bé không làm được. Cho nên là thôi con có sao để vậy. Hay giải thích nghe được. Chắc là được.
Có sao để vậy cơ. Anh Duy, anh Duy, coi như đây là luyến hình thể anh Duy. Dạ, luyến hình thể. Luyến hình thể. Cái này là còn đỡ chứ nó mà bao tiền là không được. Cái đó là không được. Dạ, con thấy là cái động tác đó nó cũng mang được cái dấu ấn của anh Thanh Duy á. Nên tụi con cũng quyết định là thôi cứ để cho bé thoải mái. Nhưng mà cái điều quan trọng là hôm nay con đã làm được rồi đúng không nè. Cảm ơn con. Cảm ơn và chúc mừng cho cặp đôi huấn luyện viên Thanh Duy và Cả Như. Và bây giờ chú chỉ muốn là con phải vui vẻ để vào trong chuẩn bị cho tiết mục song ca tiếp theo nhé. Một tràng pháo tay cho chàng trai con rất là dễ thương. Tất cả mọi người Quốc Hưng. Tìm lại đi hãy tìm lại cho mỗi người để ta không thấy ta nhiều lúc này. Đường xa quá dài rồi ta mệt nhoài vì ta không đã bên nhau nữa rồi. Chẳng muốn nhìn khác, đôi mắt luôn tìm về. Người nhếch môi cười, người như hụt hẫng, người khóc trong lòng hết rồi. Như con nhái mà sao hát như con cá mập vậy con.
rất là máu lửa luôn. Bây giờ nè là nghe cô Hoa Minzy nè chia sẻ nè, xin mời cô. Tất cả tiết mục của chú Trung mà em cảm thấy là phục anh ở chỗ là tiết mục nào anh cũng dàn dựng biểu diễn hết sức là công phu á. Tại vì cái vòng đầu này em vẫn muốn các con tập trung vào giọng hát nhiều hơn. Nhưng mà xem tiết mục của anh xong là em thề luôn, những vòng sau là em phải đầu tư tập trung nhiều hơn để các con tiết mục. Anh chưa làm cái gì đó nghe, chưa làm cái gì đó nghe. Ý là anh chưa làm cái gì mà anh còn đã như vậy rồi. Chị mới là chưa anh mà làm cái gì chắc anh bưng nguyên cái nhà lên trên đây quá anh. Hai con là đối lập chiều cao nè, nhưng mà giọng hát đều rất là nội lực. Còn bé nhỏ mỗi khi con bỏ nhỏ cái đoạn mà cái câu gì anh mệt rồi. Bảy tuổi mà làm như là thôi nửa bao nhiêu tuổi rồi mà đi biểu diễn có kinh nghiệm lắm luôn á. Con hát cái câu mệt rồi là khán giả nghe mệt thiệt. Mà sau cái mệt đó là con đẩy khán giả lên tên tột đỉnh luôn. Mà rõ ràng cái việc mà lựa chọn cái ngoại hình này của chú Trung á, nó tạo cái sự tinh nghịch cho cái bài này. Cái sự dễ thương đây là gì? Thật sự là hai bé không biết đàn đúng không? Nhưng mà mình có hai cái đạo cụ là hai cái đàn để chi? Để mình cảm nhận mình là vừa là ca sĩ mà vừa là nhạc công nữa. Vậy thì còn tuyệt vời gì bằng nữa. Chúc mừng con về với đội của chú Trung. Trang phục rất là đẹp nữa. Rất hài hước. Cô Khải Như ạ. Cái bài hát này á, đầu là nó kiểu mà nó thổn thức. Với cái tuổi của con mà con chọn cách hát như vậy, cô cảm thấy rất là lo. Bởi vì thật ra đó là một cách hát của một người từng trải. Nhưng mà khi mà hát một hồi cái tự nhiên cái tôi quên mấy cô này nhiêu tuổi luôn. Nó có một cái sự là cuốn hút. Nếu mà nói nó mà nó hoàn hảo thì thật sự là nó không hoàn hảo. Nhưng nó làm cho cô xem không? Cô xem. Thích không? Thích. Hay không? Hay. Vỗ tay không? Vỗ tay. Yeah. Bản thân chú thì chú thích những cái gì mà nó không có vẻ, nhìn vô thì nó có vẻ là không hợp. Nhưng mà vì nó không hợp thì nó mới là chất chứa những cái điều thú vị. Cảm ơn tụi con. Hai cái tạng người này khác nhau hoàn toàn, đối lập hoàn toàn, nhưng hai giọng hát rất là hòa quyện. Dạ con cảm ơn chú. Để bây giờ là anh Trung mắc nói lắm rồi nè. À để cho cô Nhi nói trước nha. Thật sự lúc chú Trung ghép hai con lại với nhau á, cô Nhi nó chết chưa rồi ghép gì rồi hai con cái ngoại hình như vậy rồi bây giờ làm sao bây giờ rồi không biết người sao nữa. Người ta phải nhìn vô cái điều đó liền luôn á. Đúng rồi, nhìn hai con giống như là một nhóm nhạc gia đình vậy đó, rất là gần gũi, rất là thoải mái, rất là dễ thương. Hôm nay cô chúc mừng hai con nha, hôm nay trình diễn rất là tốt. Dạ con cảm ơn cô. Hai con làm rất là tốt. Đúng những gì chú muốn là sung nhưng mà phải tiết chế lại, sung trong tâm chứ không phải là đứng giật nhiều sung ở trong tâm. Chúc mừng hai con. Dạ con cảm ơn chú. Hôm nay chúc mừng cho hai chú con với một ca khúc rất là máu lửa vừa rồi. Một ngọn lửa hồng gần bên ta, một ngọn lửa hồng sáng rực rỡ, một ngọn lửa hồng bồi hồi cháy mãi. Ôi cao nguyên em thương ai bên núi đang chờ ai. Một ngọn lửa hồng từ bao la, ngọn lửa tìm về với cội nguồn, ngọn lửa bồi hồi cháy mãi. Ôi cao nguyên những chiến sĩ cao nguyện bên anh lửa và phù cháy lên nỗi lửa thiêng cháy mãi cho bóng em hiện ra giữa ngọn lửa em trao bầu rượu em trao lời đời nhé mãi nhé lời nói lửa cháy dịu đắng ngày nào. Một ngọn lửa hồng sáng rực rỡ, một ngọn lửa hồng bồi hồi cháy mãi.
trên núi đang chờ ai. Một ngọn lửa hồng từ bao la, ha ha ha. Ngọn lửa tìm về với cội nguồn. Ngọn lửa mồ hôi cháy mãi. Ôi cao nguyên những chiến sĩ cao nguyên bên anh lửa mồ hôi. Cháy lên hơi lửa thiêng, cháy mãi cho bóng em hiện ra. Rừng ở luôn. Trời ơi, hay quá. Gắn gọi xúc tích. Mọi người đã đứng lên hết vì con. Tất cả khán phòng ở đây phải vỗ tay cho tụi con. Cho nên là tụi con phải tự tin về cái chuyện này mình đã làm được ngày hôm nay, đúng không ạ? Wow, chúc mừng tụi con. Bây giờ nè, sẽ phải bình tĩnh lại và đưa ra nhận xét của mình. Xin mời Diệu Nhi. Dạ, thật ra thì kinh điển luôn á, cô Diệu Nhi thấy ba con giống như là thấy thoải mái, không có gì mà phải cố gắng để mà giao lưu với nhau, cũng không có gì phải cố gắng để mà mình khuấy động không khí lên, tất cả nhìn nó tự nhiên giống như là tụi con đang trình diễn thật sự mà ba đứa con hiểu ý nhau hết. Phải nể cô Hòa với lại chú Lập luôn á, phân chia cho tụi con ai cũng có một cái chỗ để mà tụi con khoe giọng ra hết trơn á, không có bạn nào bị lép với bạn nào á. Cái bài này ba bạn đều sáng trưng hết mà mặt rất là dễ thương, rất là ra chất luôn, kinh điển á. Kinh điển. Wow. Cảm ơn cô Nhi. Hay. Nói hay. Hay đấy. Xin mời anh Trung. Sao? Ủa sao anh ngất luôn rồi ạ? Xỉu rồi. Mất máu. Quá. Quẩy quá, mất ngọc máu. Thở luôn. Vô nước biển. Lớn tuổi rồi mà quẩy thêm mấy người nít đó. Rồi, bây giờ diễn gì còn nói cái gì nữa bây giờ thôi. Ok, duyệt. Duyệt. Cảm ơn ạ. Dạ. Chú với cô Khải Như cũng không có nói gì quá nhiều về tiết mục này, thật sự là như vậy. Bởi vì cô Như nói hết rồi, đây là một tiết mục như thế nào hả em? Rất là hay, tuyệt vời. Đơn giản vậy thôi, vậy mà được. Đơn giản thôi. Rất là vui vì tụi con đã vào đội của cô Hòa, và cô Hòa đã lựa chọn cho tụi con một cái bài hát mà có thể mang ra hết tất cả những cái nội lực, những cái ngọn lửa trong lòng của tụi con. Và tụi con đã làm được cái điều là khuấy động toàn bộ cái khán phòng này, kết nối tất cả mọi người lại với nhau ở trong cái khán phòng này. Và chú tin là những khán giả xem truyền hình này cũng sẽ cảm thấy rất là thương, rất là thích và được truyền năng lượng bởi tụi con. Cảm ơn tụi con nha. Với giọng của ba con thì thật ra là nó cũng không có cái sự chênh lệch nhiều về cái quãng giọng. Cho nên là sau khi mà lựa chọn các con xong thì phân câu các thứ nó rất là dễ. Vì câu nào hầu như là các con làm được hết. Hay. Nên là cái nhóm này là một nhóm mà em khá là tự tin. Đây là một trong những tiết mục tốt nhất của team mà cô đã được xem. Cảm ơn cô ạ. Hay lắm con. Hay. Chú Lập. Cô Hòa giúp tụi con giải tỏa trong cái giọng hát. Còn chú thì hỗ trợ tụi con về cái việc giải tỏa cái năng lượng. Để có được năng lượng con mang đến cho mọi người là đầu tiên tụi con phải truyền năng lượng cho nhau. Tụi con phải truyền những ngọn lửa bên trong của tụi con thành một ngọn lửa rất lớn để mang đến cho khán giả. Và ngày hôm nay tụi con đã làm được điều đó là chú rất mừng, là bởi vì đôi khi chúng ta hát rất hay nhưng mà cái bí quyết để mang
tất cả mọi người vào trong cái tinh thần của mình mong muốn đó, đó chính là cái năng lượng của mình và cách giải tỏa năng lượng, và tụi con đã làm được rất là thành công. Chúc mừng tụi con. Hay lắm. Thật sự phải nói là cảm ơn tụi con đã mang tới một cái tinh thần rất là tuyệt vời, và giống như cái tên của cái bài hát này là Ngọn Lửa Cao Nguyên. Một tràng hô tay nữa cho ba bạn. Cảm ơn tụi con. Bây giờ mình đi vô phải là như Tây Nguyên. Mình bùng bập bùng đi vô nè. Hai ba bùng bập bùng đi vô nè. Hai ba bùng bập bùng đi vô luôn. Oh, 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 oh
Và đó là Hoàng Minh và Hà Vy. Xin được cảm ơn Vũ đoàn Đam Mê. Xin mời ý kiến của Hoàng Minh Di trước ạ. Yeah. Trời ơi, như là hai khủng long con. Anh biết kiểu giọng nam giọng nữ thường là thấp cao nó rất là khác nhau ấy. Nhưng mà đây là giọng giống như mình chẳng biết đây là hai nam hay là hai nữ hát với nhau. Vì đây là giọng ca chưa dậy thì. Thật sự là tất cả các tiết mục của anh Trung là em phải khâm phục về cái độ dàn dựng luôn á. Đội các con vừa hát vừa nhảy vừa làm như thế là quá kinh luôn. Tuyệt. Về chất giọng này á thì sẽ có rất là nhiều những cái mảnh đất màu mỡ cho tụi con cài. Chú có tưởng tượng giống như đây giọng này giống như giọng mà giọng lò luyện đơn lửa mà nó thật là kim tinh mà có thể luyện được linh đơn luôn, hiểu không? Tức là giọng tụi con rất là khỏe, phần biểu diễn của tụi con năng lượng dễ thương. Vì lửa của mình rất nhiều, nếu mà mình không kiểm soát được cái lửa đó thì lâu lâu tụi con sẽ bị những cái nốt hoặc là những cái chỗ mà mình bị to quá thì mình cần phải tiết chế. Có những lúc mình hát thật là máu lửa, nhưng sẽ có những lúc mà mình cần phải gom cụm lại cái giọng hát của mình, thì lúc đó tụi con sẽ đạt lên một cái tầm cao mới trong giọng hát của mình. Cố lên. Hay quá. Cảm ơn cô chú. Thật ra thì các cô chú nói về con những cái vấn đề được và chưa được là đúng y chang như vậy của hai con đó. Cái bản lĩnh sân khấu á, một là cái người đó phải có bản năng, hai là người đó phải cần một cái quá trình rất 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 là nhiều để có thể làm quen được. Nhưng mà thời gian chương trình của mình không có thời gian nhiều để mà cho bản thân mình tập luyện. Nhưng mà ngày hôm nay hai con cũng đã hết mình để có một cái tiết mục tốt như vậy, thì chúc mừng hai con. Trong 8 thí sinh mà lọt vô vòng này á, Hà Vy con là người chú chọn cuối cùng. Chú không thất vọng về con. Còn Hoàng Minh á, hôm nay con hát con bị rớt nhịp. Chú rất tiếc cái điều đó, tại vì riêng về phần hát là chú tập cho tụi con kỹ lắm. Ngày nào chú cũng tập hát cho tụi con, nhưng mà con bị hát rớt nhịp, chú hơi buồn chỗ đó. Riêng nhịp là phải vững. Nhưng mà nhớ là trong cuộc thi này tụi con học hỏi rất là nhiều. Minh chỉ có về cười xíu nha con. Cười cái coi. Dạ dạ. Cười chưa? Hết mức rồi. Hết mức rồi. Cười chụp hình nè, cười. Cười chưa? Hết mức rồi mà. Cười rồi hả? Rồi. Cấu hình vậy rồi thôi, giờ phong cách luôn rồi. Ra xíu nữa con, ra xíu nữa. Con về con phải để hai cái ngón tay vô cái khóe miệng con này, con nhích lên. Đó, bây giờ con về con nhìn vô trong gương nha. Con để hai ngón tay lên đây như chú xù làm trời cho con. Trời ơi, chú biết là bữa nay rất con là dễ thương rồi. Chú trời biết là chú hai miếng băng keo dán vô rồi. Trời ơi, những cái này rất là nhỏ thôi. Tụi con cố lên nha, ngày hôm nay quá là dễ thương với ngựa ô thương nhớ. Phi vô con. Con cảm ơn các cô chú ạ. Nói cũng phải cười lên. Cảm ơn con. Đó, đẹp đó. Thương những ngày
Rồi, xin chúc mừng hai con đã hoàn thành xong phần thi của mình. Rất là ấn tượng, cực kỳ cảm xúc. Và con có thể thấy rằng là đã có hai luồng sáng tím về tụi con ha. Thì bây giờ chú sẽ đứng đây để chủ trì công đạo cho phần lựa chọn về với hai đội. Thì bây giờ con hãy giới thiệu về bản thân mình đi. Con xin chào tất cả huấn luyện viên cùng toàn thể các khán giả. Con tên là Nguyễn Thị Quỳnh Nhi, năm nay con 13 tuổi và con đến từ thành phố Huế. Dạ, con tên là Lương Ngọc Như Quỳnh, năm nay con 9 tuổi, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. À, cô bé này, lần đầu tiên tham gia chương trình. Còn cô bên kia, quen quá luôn. Chào con Quỳnh Nhi, khi mà con cất giọng, cô đã nhận ra giọng con. Thật sự rất là ấn tượng và giống như một cái lời hứa mà lúc đó cô trò mình có hứa với nhau là năm sau con lại tiếp tục quay trở lại để mà chinh phục. Và chào mừng con đã quay trở lại với Tuyệt Đỉnh Sông Ca Nhí. Ôi, năm ngoái là bé thi rồi. Đội ai? Đội em luôn hả? Năm ngoái thi rồi, đội em hả? Dạ. Đội em, rồi em có loại không? Dạ em loại đó. Vậy năm nay biết qua đội ai rồi đó con? Không có con ơi, con biết là năm ngoái tình hình của mình như thế nào mà năm nay chắc chắn nó sẽ là một diện mạo mới. Cô thật sự là cô cảm thấy cô rất là yêu cái giọng hát của con, cả cái giọng nói của con. Và hôm nay cái hai cái tà áo dài trắng nó tuyệt vời lắm. Nó dễ thương, nó trinh nguyên như cô chú vậy đó con. Thì... nói xong mình còn cái vụ nữa câu đó. Nó không có vô. À vậy hả? Hai cái áo dài với là cái đầm kim sa lấp lánh nó xin không lỗi vô. Mọi người, xin lỗi Nhi, nhưng mà con ơi, ai cũng có một lần lầm lỡ. Không, nhưng mà con ơi, nói thật là năm ngoái là cô Như với chú Ngô Kiến Huy, không biết làm sao chứ không biết. Nhưng năm nay cô Khải Như có chú về với đội của cô Khải Như. Và khi mà tụi con hát á, là cô Như bấm đi anh. Bởi vì là biết là tụi con rất là hợp với đội của cô chú. Về con á, thì con có không chỉ là giọng hát hay, mà con có còn có nụ cười tươi nữa. Khi mà con vừa mới bước ra là con cười tươi là tươi và rất là hợp với đội cô chú, bởi vì tụi cô chú cũng rất là thích cười. Còn đội cô cũng vui lắm, ai cũng cười hết á, cười lên đi. Đội cô vui lắm. Như Quỳnh, cô có thích cô Như Quỳnh không? Dạ có. Trời, chú là fan của cô Như Quỳnh nè. Con có muốn gặp cô Như Quỳnh không? Con muốn gặp cô Như Quỳnh không? Dạ có. Vậy thì về đội cô chú nha. Để cô chú xếp lịch chứ cũng không chắc là gặp được. Nhưng mà nhìn chung, đây là một cái tiết mục hay. Bolero hát rất hay và đặc biệt là có âm hưởng của giọng ca Huế. Và nói chung là về cái phần hát là tụi con làm rất là tốt rồi. Nhưng về vĩ độ của cô chú sẽ còn dạy thêm để cho tụi con có những cái phần biểu diễn còn hấp dẫn hơn nha. Yeah. Vâng, rất là cảm ơn đội màu hồng của chúng ta. Vậy bây giờ xin mời ý kiến của đội màu vàng kim long. Cô sẽ nói trước về hai con với cương vị là một người khán giả. Nãy giờ mà cô nghe hai con hát đó thì cô thấy giọng hát hai con rất là truyền cảm luôn. Và hai con hát cô thấy rất là nhẹ nhàng, rất là bình thản. Hai con không có một cái chút gì gọi là căng thẳng hết. Mà cô thấy hai đứa con cười cũng rất là đẹp. Con gái nhìn cô nè, nhìn cô. Con ơi, nhìn cô bên đây mẹ, nè. Mẹ nè. Con mà, trời ơi, em không có ai cái này rồi hả? Cô đang nói chuyện với con nhớ nhìn cô nha. Cô đang nói chuyện con nhìn đâu, đèn nhìn đâu. Cô khóc đó, là cô không có cười được nữa. Thực ra là nhìn bên đây nè. Tôi bỏ vậy. Bây giờ đội của mình nói cái gì chuyên môn đi hả? Chuyên môn là để anh Trung rồi, xin mời anh Trung. Về giọng hát của hai con á thì được cái là giọng của Quỳnh Nhi, con rất giọng con rất là bén mít nên là bây giờ á là chú cũng rất thích hai giọng của con. Hai giọng hát này á khi mà hai đứa con hát đó, là chú đang nghĩ trong đầu là sẽ làm cái gì tiếp tục cho hai đứa con rồi. Rất mong là hai con sẽ về với đội của chú để mà chú có thể phát huy tài năng của hai con nhiều hơn nữa. À, nhẹ nhàng vậy thôi à? Nhẹ nhàng thôi, tại vì cá tính hai bé rất là tại vì năm ngoái hình như là con đã từng bên đội của cô Như cho rồi. Cho cô cơ hội đi cô. Con ơi. Và con đã biết được là cô Như đã dạy hết tuyệt chiêu cho con rồi. Chưa. Thì bây giờ con đến đây là con có thể là qua đây con học hỏi thêm tuyệt chiêu của chú nữa. Không nha. Này chú chưa chắc, tại nãy chú nhắc lại năm ngoái là cô Khải Như với chú Ngô Kiến Huy là khác, chú Thanh Duy có một màu sắc khác hoàn toàn chú Ngô Kiến Huy. Và chú cũng khá là tự tin về cái phần âm nhạc, về dân ca, về bolero, về những bài hát dân gian. Và đặc biệt là với cái chất giọng của hai con á, là chú nói là không chạy đâu xa ngoài cái khả năng của chú. Cho nên là chú cũng tin là nếu mà tụi con về đội của chú sẽ làm cho hai con hát. Không chỉ mình đã hát hay rồi, sẽ biểu diễn nè. Và phát huy được cái bên trong, cái nụ cười tươi của tụi con. Để làm sao mà lên sân khấu một cái là khán giả không chỉ nghe mình hát hay mà còn thấy là mình dễ thương và muốn bình chọn cho mình.
Như ơi, ở bên kia đội của cô Như và chú Duy là có một màu sắc mới là của chú Duy, còn bên đội cô là hai màu sắc mới. Hai lần con. Hai nè, màu con ơi, con về đội của cô Diệu Nhi là về bắt con quét nhà chết luôn đó. Thấy cái chổi của cổ chưa? Không có về. Không có, không có đâu con. Con ơi, cô chắc rằng cái khả năng của cô sẽ giúp được cho con. Cô Diệu Nhi đây có một cái sự chân thật. Chân thật. Về cái sự thật thà, có sao nói vậy, đúng không? Rồi. Tuy rằng là cô Diệu Nhi không biết cách vẽ một cái thế giới màu hồng, nhưng mà cô Diệu Nhi sẽ dành hết những cái gì đó mà cô Diệu Nhi có được, mặc dù cũng không có gì, để mà mang đến cho tụi con ha. Và chú hứa với con là khi mà hai đứa con về đây thì chẳng những chú mà chú còn sau lưng một ekip hùng hậu để hỗ trợ cho con về những cái phần thi của con. Con cảm ơn cả cô chị. Sau đây là kênh khí tượng thủy văn. Sau những ngày nắng nóng kéo dài, nắng quên thôi, nắng như thiêu như đốt, nắng lột da non héo mòn da trắng, tắm nắng cũng đen thùi, kéo theo một mùi bệnh dịch, nắng phát cọc, phát hờn thanh xuân. Thì hôm nay mưa trên quê hương đi ngang qua, kéo theo sấm chớp. Ít lộn, đọc lại nha. Thì hôm nay mưa trên quê hương đi ngang qua, kéo theo sấm chớp. Tầm nhìn xa cũng thấy, gần thì khỏi hỏi làm gì. Gió giật cấp 7, cấp 8, có khi giật như giật đồ. Vùng trời bình yên hôm nay đã được trả lại. Và thưa quý vị khán giả, sau cơn mưa trời lại nắng. Và lòng ra dọc niềm vui phơi phới, mưa cho đám lá reo thanh bình, mưa cho những chú trâu vây mình, mưa cho mẹ già em bé cười đậm tình, mưa trên những nhánh sông mơ màng, mưa trên những lũy tre quanh làng, từng giọt nhẹ nhàng rơi trên lá. Mưa cho lắm nát cô trên
đó là Gia Huy. Cơn mưa rất là mát lành dành cho tất cả mọi người ngày hôm nay. Không biết là ý kiến của ban giám khảo như thế nào ạ? Xin mời cô Phương Dung trước ạ. Con có một cái giọng hát rất cao nhưng mà không có sét, và con hát rõ lời. Cái thứ hai nữa, giọng con dày và dài. Cái bài hát này sự dàn dựng rất đẹp, dễ thương. Và cô cũng mong là trong tương lai con đi một cái bước đường ngắn để con nổi tiếng cho ba mẹ con vui. Giống như là chị Thu Dung nói thì hát tốt. Và cái màn mở đầu đó, đoạn mở đầu rất là dễ thương. Dạ. Lúc mà kể chuyện làm cái người mà tin tức thời tiết đó, rất là dễ thương. Duyên dáng. Duyên dáng vô cùng. À, nhưng mà mấy cái nốt thấp á, hơi bị mờ nha nàng. Dạ. Và cái chỉ có nửa bài sau là bé mới là thực sự là nhập tâm và thấy thoải mái. Còn nửa bài đầu hình như cũng vẫn chưa ổn lắm phải không? Chưa nóng máy. Vâng, chưa nóng máy. Nói chung là một màn trình diễn để lại ấn tượng cho người xem. Rất là ngọt ngào, cô mà nhắm mắt lại cô nghe giống như đang nghe đĩa. Wow. Sao mà ca ngọt dữ vậy trời? Cảm ơn cô ạ. Mà duyên lắm con ơi. Cái bài này rồi thêm cái thần thái con khi diễn cái này, cô thấy cô thú vị lắm. Và mong là cái con đường đi của con đối với âm nhạc, con sẽ luôn nhớ những cái bước này, những cái bước đầu tiên trong cái chương trình này đã cho con tự tin, đã cho con phát huy hết tất cả những cái tài năng của con. Và những ngày tháng đẹp đẽ sẽ luôn chờ trước mắt con. Cảm ơn con Gia Quyên. Con cảm ơn cô ạ. Xin được cảm ơn hội đồng ban giám khảo. Thật sự phải nói con đã tưới mát tâm hồn thật sự luôn. Mọi người đang cảm thấy rất là thoải mái và dễ chịu với tiết mục của con. Không biết là cảm xúc của anh Thanh Duy và chị Khánh Như như thế nào ạ? Xin mời. Khi mà con nghĩ tới tiết mục này, ý tưởng và dàn dựng tiết mục này là nhân dịp là Sài Gòn mình dạo này nóng quá. Kiểu mà nóng chịu không nổi, nóng quá trời nóng luôn. Cho nên con nghĩ là có một tiết mục mà hát về những cơn mưa, và cơn mưa tưới mát tâm hồn mà rất là vui. Cho nên là con đã dàn dựng tiết mục này cho Gia Quyên. Và Khả Như là cái người đã dạy Gia Quyên. Tại vì thường Gia Quyên khi mà tập á, bé rất là hay giỡn. Bé hay kiểu nói chuyện giọng của chị Google. Thì con thấy là khi đó con nói lại cái câu mà cái câu mà con bị mất cái đoạn cuối á, con định nói cái gì á, con nói lại cho mọi người nghe. Và bây giờ đấy. Bài hát Mưa Trên Quê Hương, nhạc sĩ Minh Châu trình bày Gia Quyên, xin được phép bắt đầu. Dễ thương. A hi hi nè con ạ. A hi hi. Mà hồi nãy lúc mà ban nhạc bắt vô là bé nó có liếc ban nhạc không vậy? Dạ có liếc nhẹ. Trời ơi cái nét đó duyên lắm á nha. Hờn á. Tao nói hờn, tự nhiên xuân. Ta đang nói chuyện tự nhiên vô nhạc cái nó hờn cái mặt. Nít là vậy cô hả? Rất là đáng yêu. Dạ. Dạ cảm ơn các cô chú ban giám khảo. Tại vì thật sự thì đối với Gia Uyên thì con với anh Thanh Duy cũng đã nhận ra được cô bé này có rất là nhiều tiềm năng. Và con hy vọng là những ngày sau này của con, nếu như có niềm đam mê âm nhạc thì con sẽ tỏa sáng. Và cô tin là cô sẽ gặp con ở đâu đó trong lĩnh vực diễn xuất, bởi vì con cũng có khả năng diễn xuất nữa. Rất là linh hoạt và cô cảm thấy mát mẻ với cái giọng hát của con. Mát mẻ luôn hả? Rất mát mẻ. Và rất mát mẻ. Cảm ơn con đã đến với cô chú. Cảm ơn con. Cảm ơn cô chú ạ. Cảm ơn một ca khúc rất là mát mẻ. Một tràng hỗ tay cho Gia Huyền. Xe cuối cùng.
vừa đưa theo lối sông phía cách quán xa trường, quân với quân lên đường hàng cứ theo chân dồn ngoài sân non cuối thôn vất vơ ngầm ngùi bay. Sang rồi đi tiến binh ngoài ngàn, người đi ngoài vân lý quan san, người đứng chờ trong bóng cô đơn. Bên Man Khê tôi tung gió bụi mịt mùng, bên Tiêu Tương của thương tiếc nơi nhìn chung. Người không rời khỏi kiếp gian nan, người bên thành tương đơn.
nghiệp mù cát bay toa bước ngược phi đường trường nếp tan y hùng cường vẫn còn bay trong gió bóng từ xa dấp dần qua bóng chàng chậm trùng vượt núi non cù với hành lương đồ đưa chiếc cung gươm danh tương dưới ta y đem nhịp đi vó ngược phi nơi núi rừng bên nợ tình thương bên nợ tình thương bên nợ gian xương bên đồi ai oán bên rừng đã đón đón đưa bóng trà đường về nước chập trùng xa nhiều đồi núi treo leo cây bất rừng rươm ra đường vạn xuyên đường cổ lũy duyên núi sông vẫn như thăm nhỏ trên phiến đã mòn còn in dấu từ bóng cây ngôi mộ bên đường từ mái tranh bên đình trong làng nguồn xưa xanh âm thầm vẫn sống bao mối thương vang dậy trong lòng vui ra đi rồi không ước hẹn ngày về ai quên ghi vào gắn đã bao nguyện thề nhìn trên trời xanh biếc mong trường vẫn nhớ nơi xa bao nhiêu năm bóng con đứng đợi trong bể bao nhiêu phen thời gian xót phai lời thề người tung hoành bên núi xa xa người mong chồng con đưa muôn nơi. Quá nhiều tiết tấu, sự hào hùng ở trong bài hát này. Và chờ đợi xem là cảm xúc của ban giám khảo ngày hôm nay như thế nào nhé. Xin được mời giám khảo Đoan Trang ạ. Cô rất là quý cái sự cố gắng của hai đứa con. Mình làm một cái gì đó khác biệt thì cũng luôn luôn là một cái sự mong chờ của bao nhiêu người. Nhưng mà cái khác biệt đó nó có thật sự là phù hợp với mình hay không cũng là cái để cho mình phải cân nhắc nha con. Cái bài này là một cái bài rất là hào hùng đúng không con? Nó phải có tiếng trống, nó phải có nguyên một cái dàn hợp xướng, nó phải có tất cả những cái gì đó nó hỗ trợ. Mà bây giờ chỉ có hai đứa con thôi cho nên nó nhìn chung á, phần nghe nó hơi lỏng. Nó lỏng ở cái chỗ là Đức Vĩnh con đang vỡ giọng, cho nên giọng của con không có lợi thế ở những nốt cao. Thì với bài này á, các chú cũng đã lách cho con tránh những cái tông quá cao. Tuy nhiên để mà giữ cái độ an toàn cho tụi con á, thì bài nó bị trì quá. Còn với Quỳnh Anh thì những cái phần hát của con ngày hôm nay thì lại rất là thành công. Con hát những cái trữ tình nhưng mà có những cái luyến lấy của dân ca vào, có những cái âm hưởng nó rất là ngọt và tất cả những cái nhã chữ của con hoàn toàn rất là đẹp. Đó là những cái gì mà cô góp ý cho hai đứa con thôi. Cảm ơn cô. Và tiếp nối là xin mời giám khảo Hoàng Nhật Nam. Đây là cái tiết mục mà có rất nhiều cô chú, những giọng ca rất là kỳ cựu thể hiện. Và cũng phải cần có một cái bản lãnh nhất định trên sân khấu mới có thể gọi là đi hết được cái bài hát này. Hôm nay thì chú có cảm tình nhiều hơn dành cho Quỳnh Anh. Bởi vì cái giọng hát của Quỳnh Anh nó nhẹ nhàng. Chú nghe chú có cảm giác giống y như là chú có thể tưởng tượng được là những cái làn mưa hay là những cái cơn gió là lạnh thấu xương và nó đang len vào trong cái tâm hồn của cái người mẹ, nghe rất là thương cảm. Chú nghĩ rằng Quỳnh Anh hôm nay đã trưởng thành hơn những cái vòng thi trước và điều đó cũng làm cho chú rất là mừng. Hai con đã dám bạo gan trình diễn tiết mục này để thổi hồn cái tình yêu dân tộc, tình yêu những cái quá khứ vàng son của Việt Nam mình đến với khán giả khắp nơi. Chúc mừng hai con. Cảm ơn chú. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Đó, chú Nam nói là tụi con gan dữ lắm mới chọn bài này hát, cho nên tụi con phải tự tin. Một tráng tay cho Đức Vĩnh và cả Quỳnh Anh nữa. Thời gian qua nhanh nào biết đấy cha, cuốn theo bao nhiêu kiếp người cùng cất tật nguyên buồn sầu lo toan làm sao phơi đi mọi nỗi đau. Bạn ơi chung tay ta hãy sang tay xua tan đi bao nỗi sầu
ra mỉm cười nhìn ngày trôi qua. Bước chân nhỏ bé âm thầm về đâu trong đêm vắng tanh, ngón tay gầy héo khô lạnh đợi những yêu thương. Ước mơ được sống bên mẹ vào trong vòng tay ấm em với tiếng cười nói mẹ hiền, hạnh phúc đơn giản. Và em mơ mơ giấc mơ một gia đình yêu thương, và em mơ mơ giấc mơ cánh tay mẹ một lời dù sao thiết tha khao khát từng đêm. Những bước chân sao nhỏ nhỏ đêm lạnh thầm bước trong đêm, và tôi luôn mơ mơ về một nơi xa xôi, nơi bé thơ luôn xanh trong tiếng cười. Và tôi luôn mơ mơ một ngày mai đang lên, nơi thế gian luôn ngập tràn yên bình. Và tôi luôn mơ mơ một ngày mai xa xôi, nơi bé thơ luôn xanh trong tiếng cười. Và tôi luôn mơ mơ một ngày mai đang lên, nơi thế gian luôn ngập tràn tiếng hát trẻ thơ. Và trẻ em yên ấm trong lời ru tha thiết từng đêm, ấm áp trong những mái ấm gia đình chỉ có yêu thương. Và tôi luôn mơ mơ về một nơi xa xôi, nơi bé thơ luôn xanh trong tiếng cười. Và tôi luôn mơ mơ một ngày mai đang lên, nơi thế gian luôn ngập tràn yên bình. Và tôi luôn mơ mơ về một nơi xa xôi, nơi bé thơ luôn xanh trong tiếng cười. Và tôi luôn mơ mơ một ngày mai đang lên, nơi thế gian luôn ngập tràn tiếng hát trẻ thơ. Sầu lo toan làm sao vơi đi mọi nỗi đau, bạn ơi chung tay ta hãy giang tay xua tan đi bao nỗi sầu, để cho bao nhiêu em thơ cũ già mỉm cười nhìn ngày trôi qua. Mời chú Huỳnh Lập. Chú không biết là những dòng trước tụi con có những cái màu sắc gì? Chắc là trẻ trung hả? Dạ, tụi con hát rock. Dạ, tụi con hát rock. Ồ, hèn chi. Cái giọng của Nhật Minh á, rất là khỏe luôn. Nhưng mà chú có hơi lớn cấn nhẹ một chút xíu thôi. Cái giọng mình khỏe thật. Và khi mà chúng ta rơi vào cái khoảng mà mình bắt đầu phô cái giọng hát của mình ra, nó bị khỏe quá, cái đâm ra cái nó bị hơi bị mờ cái bạn hát chung với mình. Chú mong là mình có một sự hoàn thiện hơn được một chút xíu. Và khi mà chú nhìn hai con á, có lẽ là cái phong cách này là cái phong cách tụi con chưa có được tự nhiên với tụi con lắm, đúng không? Chú cảm giác rằng là tụi con chưa thật sự thoải mái lắm, thả lòng mình ra cho nó tự nhiên hơn. Chú đang cảm thấy là tụi con hơi gồng khi mà tụi con
được hóa thân một cái nhân vật gì đó để hát cái bài này. Mai mốt mình thả lỏng cơ thể mình ra chút xíu cho nó thoải mái hơn, để những cái hiệu quả và những cái mong muốn của mình trong cái giọng hát và cách xử lý nó sẽ đến với khán giả 100% và trọn vẹn hơn. Cảm ơn tụi con. Dạ, cảm ơn chú. Cô rất hoàn toàn đồng ý với chú Lập ở cái điểm là tụi con chưa thoải mái lắm. Nhất là Minh thoải mái ra hơn trong tất cả những cái bài biểu diễn của mình ha con ha. Hai bài hát mashup lần này cũng rất là hay. Kỳ này là Minh cũng được tập hát bè rất là nhiều. Hát bè, cái phần bè thấp, nhưng bè thấp rất là khó. Rồi có những lúc con lại nhảy lên hát chính di bè cho con, đúng không? Trong cái quá trình tập luyện tụi con cũng phải tập luyện rất là nhiều để quen thuộc những cái giai điệu không phải là dễ hát. Chúc mừng tụi con. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô Trang ạ. Tiếp lời xin được mời giám khảo Long Nhật ạ. Cái phần thanh nhạc của cả con cả cái làm tròn lắm, nhịp nhàng vững vàng đấu vào đấy, và cái bè bối cao độ trường độ chuẩn xác. Có một đoạn xuống thấp đó chú hơi lo lắng cho mình, xuống không tới là mất chữ nó uổng lắm, nhưng mà rõ ràng con xuống baritone xuống rền, rõ ràng rền ấm. Còn cái phần diễn xuất như cô Đoan Trang và chú Hình Lập nói, còn con hơi bị chưa tập trung một chút xíu, nhưng đó là áp lực của chương trình thi cử, chú hoàn toàn thông cảm về điều đó. Dạ con cảm ơn chú. Thật sự phải nói là cảm ơn ba giám khảo rất nhiều. Một tràng hỗn tay thật lớn cho hai bạn nhỏ Ngọc Nhi và Nhật Minh đã hoàn thành xong tiết mục của mình. Còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên. Chơi
Và đó là tiếng hát núi rừng Nhật Minh và Ngọc Như. Thank you dancer. Cảm ơn các bạn vũ đoàn rất nhiều. Trời ơi, chú ngồi dưới mà chú mệt với tụi con luôn á. Hát cái gì mà máu quá. Ai mà chọn cái bộ trang phục gì mà phù hợp dữ. Mới thấy là cái sự máu lửa cuồng nhiệt của các bạn nhỏ nằm đây. Dạ xin mời cô Tú My. Dạ người quen. Đây người quen, mời cô Tú My. Cô xúc động quá. Thật sự khi mà mình bước ra hát á, thấy lại hình ảnh học trò của mình ngày xưa, những cái ký ức mà những cái kỷ niệm ngày xưa cô cho mình gắn liền từ cái buổi đầu tiên cho tới cái đêm chung kết cuối cùng. Con đã đi cùng với cô một cái chặng đường rất là dài, thì cô cho mình rất là nhiều kỷ niệm đẹp phải không con? Yeah. Hôm nay cô xúc động. Những giọt nước mắt của cô là những giọt nước mắt tự hào. Phải nói rằng hôm nay con lột xác hoàn toàn luôn. Cuộc thi thử tài siêu nhí, cô đã rất là đúng đắn khi mà giữ con đến cuối cùng. Và hôm nay, một lần nữa, con làm cô hãnh diện và phải nói rằng là nó đã, nó vui sướng lắm. Nhưng mà con hát nó quá tròn trịa. Xúc động. Cảm ơn cô Tú My. Cái cặp này là một cái cặp là ngang chạng đó. Bạn nữ cũng rất là giỏi, giọng ca đầy nội lực, phong cách cũng rất là chuyên nghiệp. Hai con kết hợp nó có một cái sự ăn rơ với nhau, không có chênh lệch như nhiều cặp khác. Con ngồi dưới đây cảm giác như mình một khán giả, mình đang xem những nghệ sĩ thực thụ đang biểu diễn. Coi đã quá, thật sự là một tiết mục quá sức tuyệt vời. Con chúc mừng hai con. Xin được cảm ơn cô Tú My rất là nhiều. Chị Đán Trang, mời chị. Tụi con có biết là Trần Tiến với Nguyễn Cường, đó là hai trong những tác giả mà thuộc thế hệ cha chú mà cô vô cùng là ngưỡng mộ và kính trọng. Và cô rất may mắn có rất là nhiều dịp tiếp xúc với các chú. Cho nên khi mà các con đi ra mà hát Ngọn Lửa Cao Nguyên là thật sự là cô ở đây là coi như máu của cô nó cũng nổi lên. Cô cũng đã từng hát bài này rồi. Thì cô rất là trân trọng cái điều mà các con mang lại, cái ngọn lửa ở trong lòng các con, ngọn lửa có thật ở trong chính cái trái tim son trẻ của các con mang lại để thể hiện hai ca khúc của Trần Tiến và Nguyễn Cường rất là tốt như vậy. Nhưng mà cô rất là mong là cũng giá như cũng có một chút bè quảng ba vô chút xíu thôi cũng được. Cái chỗ mà vì ta đã thấy mặt trời ngày nào trên cao nguyên, chỉ cần có một cái quảng ba bè vô, đẩy vô. Tại vì tụi con rất là dễ bè, hai giọng nam nữ thì có thể bỏ quảng vô để cho nó đã tai hơn. Và mấy cái chỗ mà chơi lên đi tì ta đa ta, chỉ cần có bè vô là nó đã hơn nhiều nữa. Không bỏ bè vô uổng quá. Chị Trang thử nè, cháy lên đi nè. Hai, em ba. Bè hay chị bè? Em bè. Cháy lên đi lửa trên cao nguyên, còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên. Cháy lên đi lửa trên cao nguyên, còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên. Xíu thôi. Nó sẽ có cái điểm nhấn ở trong bài hát luôn chị. Một tràng pháo tay dành cho hai con. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Tụi con thân mến, tụi con đã rất là xuất sắc rồi, nhưng đây là những cái chi tiết nhỏ để giúp cho tụi con tốt nhiều hơn nữa trong tương lai thôi nhá. Giờ lắng nghe chú Hoàng Nhật Nam chia sẻ nè, xin mời chú. Lúc nãy cô Trang vừa nói dứt câu á, hãy cho một tràng vỗ tay cho, là chú thấy chú Minh Xù chuẩn bị cười rồi. Cho hai con xong chú Minh Xù hơi bị xìu. Bây giờ chú Hoàng Nhật Nam làm lại. Xin cho một tràng vỗ tay cho nhóm bè Minh Xù. Dạ, Đoan Trang. Rồi hai con đã hóa thân vào hai em bé Tây Nguyên rất là dễ thương. Với cái vóc dáng tròn và giọng hát khủng long, hai khủng long con. Chú đã đặt nickname rồi, không có sai đâu. Đó thì hai con đã đốt cháy sân khấu. Hai con đã là hai ngọn lửa ở trên sân khấu rồi. Và các cô chú dancer nhảy xung quanh rất là máu lửa để mà cùng trợ lực với các con. Đó, nhưng mà các con vừa nhảy lại vừa hát nữa để mà làm sao vẫn đảm bảo cái phần nó không có bị trông trên hay là gì về phần hát thì nó rất là khó. Chú thấy là tiết mục này nó giống như tăng tiến á. Tập này là tập thứ 3, tuần thứ 3 rồi. Đó, và các con đã có một cái bước tiến mới. Chúc mừng hai con.
Dạ, cảm ơn chú. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Có thể nói là bữa đại tiệc âm nhạc ngày hôm nay rất là nhiều màu sắc hoàn toàn khác nhau. Và ngày hôm nay một tràng hô tay thật lớn cho tiết mục trình bày của Nhật Minh và Ngọc Nhi. Lành ơi là lành. Trời ơi, đi đội nợ cũng không có gì để xiết nợ làm sao vậy hả? Tôi khổ quá mà. Bây giờ sao cô lên tiếng giùm tôi coi. Chị Tám ơi, chị ráng chị thư thả chị giúp giùm vợ chồng em. Em hứa là vài bữa nữa rồi em trả cho chị. Tại vì gần nửa năm nay chồng em trở bệnh nặng. Rồi bao nhiêu tiền em mừng được em gom góp em chạy chữa bệnh cho chồng em. Nghèo còn bệnh nữa. Lại đây, bây giờ coi như tôi tính vậy cho cô nè. Nhà con nhỏ gái lớn á, tôi quen mấy cái mối ở trên huyện đó. Mấy ông ở trển có tiền dữ lắm. Bây giờ á, tôi giới thiệu làm vợ bé anh ta. Làm vợ bé thôi có tiền trả nợ, chịu không? Con bé hai nó còn nhỏ quá, làm bé người ta tội nó lắm chị. Nghèo làm bé mà còn tội vậy, tiền tôi ai tội cho tôi? Còn con Út nè, đúng không? Tôi quen mấy cái mối mà nhà mấy ông giàu mà cờ tiểu thư công tử vậy đó, vô làm người hầu hen. Người ta không có đánh đập gì đâu, lâu lâu á tiểu thư nhéo hay là giật tóc rồi bầm mình bầm mẩy vậy thôi, không có mà bị què quạt gì đâu, được không? Em biết là chị thương em, chị thương gia đình em, chị muốn vậy là chịu đúng không? Nhưng mà chị ơi, con bé Út nó nhỏ quá, rồi nó ham chơi, rồi nó vụng về lắm. Mà lỡ có xảy ra chuyện gì á, cả nhà em, mấy cái mạng đền không nổi chị ơi. Sao nghèo mà trả treo dữ vậy? Lúc mượn tiền tôi không trả treo vậy đi. Thực sự là vợ chồng em không biết tính làm sao hết chị ơi. Được rồi, để ông trời tính. Đây, tôi cho cô hai cái bánh. Đây, cái bánh nhân thịt, còn đây là cái bánh nhân ngọt. Cô về cô cho hai đứa con gái của cô đó, đứa nào mà ăn trúng cái bánh nhân thịt thì coi như là số trời đã định, đứa đó phải ra đi kiếm tiền để mà trả nợ cho gia đình. Chị Tám ơi, em lại chị, chị cũng làm mẹ, chị cũng hiểu đứa nào cũng là con em đứt ruột đẻ ra, làm sao mà em cho con em nó chọn như vậy được chị? Cả nhà ôm nhau chết chùm hay là một đứa ra đi kiếm tiền để mà còn sống sót á thì tự mà suy nghĩ đi. Chị Tám ơi, chị Tám ơi. Mẹ, mẹ ơi, con về rồi nè mẹ. Mẹ nghe nè. Mẹ ơi mẹ. Ủa, cái Út của mẹ về rồi hả? Mẹ, nhìn nè. Trời đất ơi, giỏi quá à. Mót được nguyên một rổ khoai đầy luôn. Mà đói bụng chưa? Dạ đói. Vậy giờ mẹ vô mẹ luộc khoai cho Út ăn liền nha. Dạ. Mẹ, hôm nay nhà có bánh, mẹ luộc khoai làm gì? Có bánh. Khoan con ơi, cái bánh đó thơm quá. Đây là bánh nhân ngọt, đây là bánh nhân thịt, em sẽ ăn bánh nhân thịt. Chị hai, bữa nay Út nhờ chị hai ăn cái bánh nhân thịt này nha. Em không chịu đâu, em không chịu đâu, chị hai nhường bánh nhân thịt cho em. Mẹ cho phép con được ăn cái bánh nhân thịt này nha mẹ. Út ơi, hai ơi, hai. Bánh nhân thịt của người ta con được cũng đã ăn rồi. Hai, mẹ, con biết hết mọi chuyện rồi. Chuyện này chỉ có con với mẹ biết thôi nha. Mẹ đừng có cho con Út biết nha mẹ. Nha mẹ, con ăn hết cái bánh này. Thôi mà, con của mẹ đứa nào mẹ cũng thương hết á.
sao rồi? Đứa nào là đứa ăn bánh nhân thịt hả cô Lành? Dạ con. Được rồi, theo dì Tám dạ. Lên trên huyện nha con. Cho con nói với em con câu cái gì Tám? Nhanh. Dạ. Út ra đây. Kể từ hôm nay, Út thay chị hai chăm sóc cho cha mẹ. Chị ơi đừng có đi mà. Lần sau em sẽ ngoan. Em không giành đồ ăn của chị nữa đâu. Bánh nhân thịt từ nay sẽ không ai giành với em nữa hết nha. Thưa cha, thưa mẹ, con đi. Chị ơi, chị ơi đừng có đi, đi mà chị ơi. Đi. Chị ơi. Chị ơi đừng có đi mà chị ơi.
Và đó chính là Phương Nhi. Khi mà ngồi phía dưới lắng nghe tiết mục này, đúng mình xù thì thấy cô Việt Hương cũng rất là xúc động. Không biết là cảm giác của cô Việt Hương như thế nào ạ? Cô không có nghĩ là Phương Nhi là thi hát, tưởng con là thi kịch. Con là diễn đúng cái cảm xúc của con luôn. Nếu mà hồi nãy con diễn kịch thì con cũng thành công luôn nữa. Lúc chị đi đó, con đẩy luôn hết cảm xúc của cô Thương, hết sức luôn. Thì lúc đó con lại thi hát. À, cho nên là cảm ơn ai đã dựng cái vở kịch này. Đặc biệt cái bạn hỗ trợ đó, cái bạn tên Tám đó, đã hài đẩy luôn đi, đặt bản tên Tâm đi. Chỉ có Tâm quá, cho mượn tiền lời còn nhẫn gái người ta đi bán mất. Dạ. Phương Nhi á, lúc mà mẹ cho cái bánh lần thứ hai, Giang tấu vô con hát trở lại đó, thì tại vì cái bài này vô tình mấy cái câu đầu nó hơi bị thấp, cái cảm xúc nó lên cao, cái con vô nó bập bùng. Nhưng mà nếu mà để thi một tiết mục thôi mà dàn dựng có diễn viên diễn hỗ trợ đà đâu ra đó, cái phần kịch lót cho cái phần ca rồi phần ca giả lại phần kịch quá hay. Em cảm ơn cô. Cô Mến thấy sao cô Mến? Ai cô Mến xúc động quá nè. Nhà cũng có hai chị em vậy hả? Rồi em là cô chị hay cô em? Cô Mến là người ăn bánh nhân thịt á. Nhỏ em giờ không chừng nó đang bán bánh bò bánh tiêu đâu dưới quê đó. Em Mến ơi, em có khổ ở nơi nào em nhớ liên lạc chị nghe em Mến. Em ở Việt Nam mà chị em ở bển. Nói chung là mãi đến lúc mà cái người chị xuất hiện lại thì lúc đó em nhớ về chị của mình thôi chứ không gì hết. Em ơi, cái người chị ở trong cái này đó là người ta bận cá bà Ba Hồng đó em, có nghĩa là người ta đã thành đạt. Bà chị em chắc cũng mở 10 cái tiệm nail đó em. Không, chị em mở spa. Trời ơi. Dạ, chị ơi, chị, dạ. Chị có con Mến ơi, dạ, nhờ chị ăn cái bánh nhân thịt. Rồi chị qua bên đó chị mở 7-8 tiệm thì ba. Nhỏ em ở nhà ăn bánh như ngọt. Nó nhảy quá chị ơi, nhớ gửi về cho nhỏ con Mến. Dạ. Chị nhắn rồi bớt khóc đi Mến. Ừ, nha. Dạ, xin được cảm ơn chị Việt Hương rất là nhiều. Còn chị Đoan Trang thì sao, xin mời chị. Đây là vở ca kịch có nội dung rất là xúc động. Đồng thời thì giọng hát của con cũng khá là tốt. Mặc dù đúng là cái lúc mà con quá xúc động thì con hát có hơi chệch choạng chút xíu, nhưng mà phần sau thì tốt hơn rất là nhiều. Cô chúc mừng con. Chúc mừng Phương Nhi đã hoàn thành xong tiết mục rất là cảm xúc của mình. Và hy vọng rằng tiết mục tiếp theo cũng sẽ làm hài lòng tất cả quý vị. Xin mời. Cô ơi. Ơi. Cho con tô bún riêu nha cô. Rồi rồi, con ngồi đây giúp cô nha. Đợi con đợi cô xíu nha. Rồi cô gửi nè. Hương vị rất là đặc biệt, làm con nhớ tới một người đã từng nấu cho con ăn, mà bây giờ người đó lại không còn trên đời này nữa. Ai vậy con? Đó chính là mẹ con. Không nghĩ thân
sân trường năm nào mẹ nấu ăn. Giờ thèm được nhớ giá nằm trên chiếc giống sau hè, được nghe tiếng hát chi dầu của mẹ ru các em. Còn nhớ mẹ hỏi năm ấy mưa tơi bời, nón lá tre trên đầu ra đồng mẹ bắt cua. Nhìn từng giọt mưa rơi lòng con cứ mãi dâng trào, vì con không nghĩ thân mình mẹ dầm trong gió. Cảm xúc của anh Nghĩa như thế nào ạ? Xin mời anh. Con hát hay, con có gương mặt sáng sân khấu, nhưng mà chú Nghĩa cứ cảm giác là nó bị thiếu thiếu một cái gì đó. Chắc có lẽ là cảm xúc. Chắc là nhiều khi con còn nhỏ quá, con không có phải qua những cái ngày khó khăn gian khổ, cho nên là con chưa có cái hồn, cái cảm xúc trong cái bài hát này. Ngay cả cái đầu tiên khi con thoại với cái người mẹ đó, chú Nghĩa đã thấy nó chưa có vô rồi. Cho nên là phải chi, nếu như mà nhìn thấy được ở con cái khả năng thoại nó còn hạn chế đó, thì mình bớt cho con thoại lại. Ví dụ mình cầm, mình diễn rồi mình hát thấy thế nào đó, để mình che đi những cái phần nào còn hạn chế thiếu sót của con. Lần sau rút kinh nghiệm đừng có con đừng nói gì trơn trội á. Mẹ gánh ngang vậy đó, cái nhìn theo cái bà bản gánh, hiểu không? Nhớ mẹ mình cái hát, hiểu không? Hát xong cái bà gánh về bà con dẫn thêm đứa con nữa. Trời ơi, cậu đi cái con dòm theo vậy là rớt nước mắt rồi. Nha con. Mình có được đi tiếp hay có đoạt giải hay không, không có quan trọng. Nhưng mà đây là những ngày tháng nó sẽ đem lại cho tụi con rất là nhiều kỷ niệm rất là đẹp. Con đồng ý với cô không? Đó, còn về cái phần cảm xúc á, đó là một con đường còn rất là dài. Bởi vì tuổi của tụi con còn nhỏ quá mà, phải hiểu hết về cái tình cảm nè, mà bỏ tình cảm qua một bên rồi phải biết diễn xuất nè, thì mới có thể tròn được những cái tiết mục này một hoàn hảo 100%. Nhưng mà chỉ để nói về cái phần hát thôi á, từ đầu cho tới đuôi đi ngọt ngào như vậy là cô cũng cảm thấy cũng là một lời khen rồi. Cho nên cô chúc mừng con nha Mai Anh. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Ngay bây giờ tiếp theo sẽ có điều gì hấp dẫn, xin mời tất cả quý vị cùng khám phá. Xin mời. Trời ơi, ghét quá. Lời nói đầu tiên cho phép con Kích Tiên Ngọc Nhi xin được gửi đến quý thầy cô và ban khán giả lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Hôm nay con 5 tuổi xin được trình bày ca khúc được mang tên Em Đi Qua Cầu Cây. Chào chị Năm Súng Giăng. Trời đất ơi, cười cái coi, cười gì thế nhỉ? Thôi, không phải súng găng, người ta thay găng. Con đang thay găng hay là sao? Con bị thiếu canxi. Bây giờ mình thử nghe những thầy cô nhận xét như thế nào về phần trình diễn của mình nha. Thầy Cường ơi, sao thầy Cường bấm con vậy? Sao con quá dễ thương luôn á. Con rất là dễ thương, nhưng mà thầy nhìn thấy con hợp với thầy Quốc Đại hơn nên thầy
để con cho thầy Quốc Đại hướng dẫn cho con, chắc chắn rằng ở cái vòng sau con sẽ tỏa sáng hơn nữa. Có vẻ muốn về lớp thầy Cường có, hay sao? Có vẻ bé nó thích về lớp thầy Cường hay sao? Bây giờ con thích lớp nào? Thầy Nam Cường. Trời ơi! Bấm liền anh Cường ơi! Trời ơi! Trời ơi! Con nói thiệt không? Vậy đó. Con nói thiệt không hay là nói để cho thầy vui? Mình nghe thử thầy Quốc Đại nói làm sao. Con ơi, khi mà con bước ra là thầy Đại chịu lắm rồi. Cái bộ đồ sao mà nó nghiêm túc, nó rất là thanh niên xung phong. Trời ơi, từ đầu cho tới chân luôn rồi. Bước ra là coi như là khỏi thi đi, đậu liền. Khỏi hát luôn là thầy phải cho vô liền luôn á. Rồi cột cái khăn, rồi bày đặt cột khăn trên này nè. Sao hôm nay thầy Đại về tìm có chiếc mắt? Cầu cây bắc ngang qua suối. Giọng gì mà bé rồi chém vô con tim của người ta. Rồi xong cái người ta chọn cho đã. Rồi cái nói con thích gì thầy Nam Cường. Cô Xuân Thảo, cô thấy con sao nè? Vừa bước ra là con có cái nụ cười rất rất là gây thiện cảm với cô. Tại vì con có một cái nụ cười có cái cằm y chang như em bằng bón nhà của cô vậy đó. Và khi mà con hát lên thì giọng con rất là giống như thầy Quốc Đại nói, cha rất là bén à nha. Đây, thầy đã chọn con từ đầu thì cô nghĩ là con nên về với chú Quốc Đại đi ha con ha. Con gái ơi, con đã làm cho thầy cảm thấy rất là rung động với con, bởi vì con đã dành tình cảm cho thầy, cho dù con có về thầy hay không, nhưng mà thầy sẽ tặng cho con một món quà, một bàn thỏ rất là dễ thương. Cái này là quà của khán giả hâm mộ tặng cho con là thầy Nam Cường nha. Rồi, cảm ơn. Nhìn cưng lắm anh. Thôi bây giờ về nhà con. Cái đường đi ở giữa này nè là cái đường đến trường. Con thích lớp học nào? Con tới con khoanh tay, con chào thầy cô, cái con xin phép con vô lớp con học ha. Chuẩn bị 2, 3. Quẹo rồi, quẹo thẳng luôn. Chạy lấy đòn quá. Quẹo luôn. Dễ thương quá. Rồi, cảm ơn thầy Đại đi con. Rồi, cảm ơn thầy cô. Thank you.
chân, tay, tất cả mọi thứ. Con múa jazz rất là hợp, rất là đẹp. Con nghĩ là con sẽ rất là thành công với jazz, đương đại, vân vân. Xin phép được chúc mừng con và hãy dành cho bé một tràng pháo tay rất lớn vì bài diễn vừa rồi rất thành công của con. Con cho chú Duy hỏi nè. Khi nãy chúng ta vừa biểu diễn với cái câu chuyện là một người con không may bị mất mẹ. Còn ngày hôm nay khi mà con còn có mẹ, còn có gia đình, con có điều gì mong muốn được gửi đến mẹ mình không? Con muốn được gửi với mẹ là mẹ ơi. Đó thì nó cũng sẽ rất khó để chạm tới trái tim của người xem. Và chú mong rằng với những cái lần sau nếu mình còn tiếp tục được đi nữa, với những thể loại khác, con cũng hãy đặt hết cái tâm của mình vào trong đó. Với những cảm xúc của mình trong nhân vật, cộng với kỹ thuật điêu luyện mà con sẽ phải rèn luyện từng ngày từng giờ với thầy cô của mình, thì con sẽ còn tiến xa hơn trong chương trình Thử Tài Siêu Nhí năm nay con nha. Chúc mừng con. Chúc mừng Phương Chi. Bây giờ con có thể vào trong để chờ kết quả nha. Mời con có thể vào trong nè. Thank you.